Trên xã hội được xem như là DNA trong sự phát triển của doanh nghiệp chúng tôi. Điển hình là vào tháng 2 năm 2016 thì FujiSoft Việt Nam đã phối hợp với tổ chức Lowrathol và chúng tôi đã tiến hành nâng cấp trường tiểu học B Nhân Hội tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, thì đồng hành với lại thế hệ tương lai nói riêng và với chương trình an sinh xã hội nói chung là những nỗ lực lâu dài của FujiSoft Việt Nam trong việc cung cấp những giá trị tốt đẹp hơn đến với những cộng đồng nơi chúng tôi đang hoạt động.